Anh chị đã biết tin gì chưa? Hãng xe Volvo vừa thay đổi tên của hầu hết các mẫu xe model 2025 từ Ultimate sang Ultra, và cùng với đó là hạ giá thành của một số mẫu xe để tăng tính cạnh tranh. Vậy giá xe Volvo có sự thay đổi gì? Mời anh chị cùng Hoàng tìm hiểu. Và em là Đình Hoàng, đại diện bán hàng của Volvo. Đầu tiên là mẫu xe cao cấp nhất của Volvo, XC90. Trong phiên bản Model Year 2025, Volvo chỉ phân phối duy nhất một phiên bản, đó chính là XC90 T8 Plug-in Hybrid với mức giá là 4 tỷ 370 triệu, tức là giảm hơn 280 triệu so với phiên bản Model 2023. Với mức giá này, anh chị cần chuẩn bị khoảng 1 tỷ 372 triệu, số còn lại sẽ được ngân hàng hỗ trợ. Tiền gốc hàng tháng anh chị cần phải chuẩn bị là 36 triệu, tiền lãi là 23 triệu, tổng cộng hàng tháng anh chị sẽ chuẩn bị là khoảng 59 triệu đồng. Volvo XC90 được phân phối với 7 tùy chọn màu sắc bao gồm trắng, đen, xám, xanh, bạc, vàng đồng và màu xám xi măng mới Vapor Grey. Volvo XC60 cũng có sự thay đổi về giá. Cụ thể, nếu năm ngoái anh chị cần phải bỏ ra 2 tỷ 320 triệu để sở hữu Volvo XC60 B6 Ultimate hoặc là 2 tỷ 890 triệu cho phiên bản XC60 T8 Recharge, thì nay Volvo XC60 phiên bản B6 Ultra đã có sự điều chỉnh về giá. Cụ thể, giá niêm yết đã được điều chỉnh còn 2 tỷ 279 triệu. Để đưa xe về nhà, anh chị cần chuẩn bị khoảng 722 triệu. Tiền gốc hàng tháng mình phải trả là khoảng 18 triệu. Tiền lãi hàng tháng là 12 triệu. Tổng gốc và lãi là tầm khoảng 31 triệu đồng. XC60 mới năm nay sẽ được phân phối với 6 tùy chọn màu sắc bao gồm màu vàng đồng, màu trắng, màu đen, màu xám, màu xanh và màu xám xi măng mới Wolf Grey. Còn đối với phiên bản XC60 T8 Plug-in Hybrid Ultra thì giá niêm yết đã được điều chỉnh còn 2 tỷ 750 triệu. Để đưa xe về nhà, anh chị cần chuẩn bị khoảng 868 triệu đồng. Tiền gốc hàng tháng mình phải trả là 22 triệu, tiền lãi hàng tháng là khoảng 14 triệu, tổng gốc và lãi là khoảng 37 triệu đồng. Tương tự phiên bản B6, phiên bản này cũng có 6 màu nội thất bao gồm vàng đồng, trắng, đen, xám, xanh và màu xám xi măng mới Vapor Grey. Mẫu xe đa dòng Volvo V60. Volvo V60 đang được phân phối với mức giá niêm yết là 2 tỷ 690 triệu. Để đưa xe về nhà, anh chị cần chuẩn bị khoảng 850 triệu. Tiền gốc hàng tháng phải trả là 22 triệu, tiền lãi hàng tháng là 14, tổng cả gốc và lãi là khoảng 36 triệu đồng. Volvo V60 đang được phân phối với khá nhiều tùy chọn màu sắc. Một số màu sắc nổi bật có thể kể đến là trắng, đen, xám, vàng đồng. Mẫu sedan dài nhất trong phân khúc Volvo S90. Trong năm nay, S90 sẽ được phân phối với hai phiên bản bao gồm S90 B6 Ultra với mức giá niêm yết là 2 tỷ 269 triệu. Để đưa xe này về, anh chị cần chuẩn bị khoảng 719 triệu. Tiền gốc hàng tháng mình phải trả là khoảng 18 triệu, tiền lãi hàng tháng là 12 triệu, cả gốc lẫn lãi là 31 triệu. Còn đối với phiên bản S90 T8 Plug-in Hybrid Ultra thì mức giá niêm yết là 2 tỷ 750 triệu. Anh chị cần chuẩn bị khoảng 868 triệu. Tiền gốc hàng tháng mình phải trả là 22 triệu, tiền lãi hàng tháng là 14 triệu. Tổng cộng cả gốc và lãi là khoảng 37 triệu đồng. S90 sẽ có 4 màu tiêu biểu, đó là trắng, đen, xám và màu bạc. Ngoài ra thì còn có thêm màu xám xi măng và Vapor Grey. Em út trong gia đình Volvo, Volvo XC40. Volvo XC40 mới đang được phân phối với mức giá là 1 tỷ 820 triệu. Để đưa xe này về, anh chị cần chuẩn bị khoảng 579 triệu. Tiền gốc hàng tháng mình sẽ phải trả là 15 triệu, tiền lãi hàng tháng là 9 triệu, cả gốc lẫn lãi là khoảng 24 triệu đồng. Trong năm nay, bên cạnh những màu truyền thống như là màu trắng, màu bạc và màu xanh dương, thì Volvo đã bổ sung thêm hai màu mới, đó là màu xanh lá và màu xám xi măng và Vapor Grey. Mẫu xe hoàn toàn mới, EC40. EC40 là mẫu xe thuần điện đầu tiên của Volvo ra mắt tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến lớn trong hành trình phát triển bền vững với thiết kế coupe SUV năng động, công nghệ tiên tiến và quãng đường di chuyển ấn tượng lên đến 510 km chỉ trong một lần sạc. Phần đầu Volvo EC40 nổi bật với lưới tản nhiệt kín đặc trưng của xe điện, kết hợp cùng cụm đèn LED Torx Hammer sắc sảo, thiết kế khí động học hiện đại, cản trước mạnh mẽ và các đường nét tinh tế mang đến vẻ ngoài năng động và đậm chất tương lai. Mẫu xe này cũng có đa dạng màu sắc để anh chị lựa chọn, một số màu tiêu biểu có thể kể đến như trắng, đen, xanh cloud và xanh lá. EC40 hiện đang được phân phối với mức giá niêm yết cực kỳ hấp dẫn, đó là 1 tỷ 739 triệu đồng. Trên đây là bảng báo giá của tất cả mẫu xe mới nhất của Volvo hiện nay, phiên bản Model Year 2025. Ngoài ra, từng tháng Volvo sẽ có những chương trình ưu đãi riêng dành cho tất cả các mẫu xe. Để biết thêm thông tin chi tiết, anh chị vui lòng liên hệ tới Hoàng thông qua số 0901 979 357. Và em là Đình Hoàng, đại diện bán hàng của Volvo. Đình Hoàng Volvo, an toàn, uy tín.